dù mà mình không phải là fan của đồ ngọt nhưng mà đói bụng có gì tiện lợi bỏ vào miệng là biết ơn rồi. Miêu ơi. Dạ. Đói bụng quá có gì ăn, mày bụng luống tay chân lái xe hết nổi rồi. Hiện tại là giờ có rất là nhiều đồ ăn nè, có bánh chén nè. Bánh chén gì vậy? Bánh chén bún tỏi nè. Rồi tiếp cái gì ạ? Bánh chén nải thái nè. Có bị tiện mình đi du lịch luôn nên lúc mẹ vui cho nó ăn. Có gói nào đang gian dở không? Thành gói lúc luôn. Có gói nào đang gian dở không? Có gian dở à, có gì vậy cho hết đi. Ừ cũng được, ăn hết đi, ăn gian dở ăn cho hết đi. Dù mà mình không phải là fan của đồ ngọt nhưng mà đói bụng có gì tiện lợi bỏ vào miệng là biết ơn rồi. Đợi mày xíu mày gọi lại. Đây, đang đủ cho bác tài đây, bác tài cứ tập trung lái xe đi nha. Ở trời sao gì vậy? Quậy hết thôi. Ngọt, không quá ngọt. Ngọt dịu, béo béo, thơm thơm ăn sữa. Nốt hết đi rồi nói chuyện ơi. Thảo cảm nhận tới chứ. Một chút vị mặn của bánh tráng. Đói bụng có ăn vô cứ gói. Ok, rất tiện lợi luôn. Ok, từ từ, bình tĩnh, đừng manh động. Cảnh đẹp quá, tập chỗ lái xe. Không mà chiêu á, trời ơi. Này ăn đi, ngồi tiếp. À cảnh đẹp quá, cảm thấy nao nao lòng luôn á. Nè Phương Trang tư đường nha, Trang là lạc về nè, tiến quốc lộ 27C nè. Ăn chứ, nó bụng à, có bụng mèo rồi lái xe được chưa, bầu ngáp luôn. Trên kia có mấy đứa làm tặc đang khai thác gỗ.